Ok, chào mừng tất cả đang quay trở lại với kênh Kiếm Tiền 8.0. Kiếm Tiền 8.0 gửi đến những người thị trường hiện nay gấp của token Bad Bay. Khi tham gia kết với ai gấp, các bạn nhận được 30 token Bad Bay, tính được khoảng $30 nữa các bạn. Đầu tiên, click link mô tả, bấm nút ta và chat chatbot do này gấp ta. Rồi, một token Bad Bay bằng 1S nha các bạn. Tham gia 3S, một ghép phơ là bằng 5 bay, còn này rất là thơm các bạn. Một ghép là $5 nha các bạn. Rồi đầu tiên các bạn join kênh ta group chat của nó nè. Con này nhiệm vụ xịu, có 4 nhiệm vụ các bạn. Rồi các bạn join nha các bạn. Rồi bạn thoát ra nha các bạn. Rồi các bạn join group, group channel của nó các bạn. Này của Nhật Khi ta. Rồi bấm multi, bấm multi. Cái này mình join gọi thôi các bạn. Rồi các bạn follow Taylor và Twitch nó bot nha các bạn. Follow Taylor, mở kênh Taylor của mình lên. Nào đâu có bao mà sao vẫn u sầu. Bạn chào mình chút nha các bạn. Rồi các bạn like nha các bạn. Rồi các bạn like vài bài cho nó các bạn. Đây ba bài đi, rồi các bạn request lại một cái test lượng, request lượng nha các bạn. Test lượng cái bình luận đi. Không. Đây là cái số này của mình nha các bạn. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Rồi các bạn follow rồi group partner của nó nha các bạn. Rồi mình đây gì mình theo dõi rồi các bạn. Rồi các bạn tự quyết lên các bạn. Tết lại đừng các bạn. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Follow. Rồi các bạn bấm nút submit đi này nữa các bạn. Italia. Rồi các bạn join group heo group, các bạn join group bắt tay của nó các bạn. Đây mình join rồi các bạn, các bạn bấm join nha các bạn. Rồi bạn bấm join luôn các bạn. Rồi bạn bấm join luôn các bạn. Ấy chết follow. Rồi các bạn copy cái profile link Taylor của mình nha các bạn. Rồi các bạn mở theo qua lên nè. Này mình làm chậm chậm nha các bạn. Rồi bạn vào trang cá nhân của mình nha các bạn. Tao quên rồi thôi. Bạn vào một hồ sơ nha các bạn. Rồi bạn bấm vào ba gạch nha các bạn. Bấm chia sẻ nha các bạn. Các bạn sao chép vào khai nhớ tạm nha các bạn. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Follow profile link. Rồi các bạn bắt nha các bạn. The with bot. Follow with the with bot profile link. Các bạn dán nha các bạn. Rồi các bạn gửi nha các bạn. Rồi các bạn bấm yes nha các bạn. Follow and tweet, tweet. Bấm Z nha các bạn. Rồi các bạn bắt địa chỉ RC20 Exchange Wallet các bạn. RC20 Dogecoin
RC20 rồi mới lấy mất lấy dây bi bình với chain wallet rồi các bạn ơi. Các bạn lấy với chút wallet cũng được đó các bạn ơi. Mether wallet có lẽ cái gì bước kìa. Miếng RC20 hỗ trợ RC20 các bạn. Rồi các bạn copy với ETH mình nè. Mình làm chậm chậm nha các bạn. Các bạn sao chép ra nha các bạn. Các bạn chạy diện bot nha, mang gỡ patch nha các bạn. Rồi các bạn gỡ nha các bạn. Rồi các bạn bấm như vậy là mình lấy có link nha các bạn, bấm nút đây mình nhận được token chưa các bạn. Token này nó sẽ cập nhật sau nha các bạn. Hiện giờ nó chưa trả cho mình, giờ nó đang cập nhật. Khi nào nó cập nhật xong nó trả token về cho mình các bạn. Em gửi cho bạn con bot thứ hai luôn các bạn. Con bot này mình làm rồi khoảng một video tính năng lên mà sao mình xóa loại mình xóa luôn các bạn. Đầu tiên các bạn bấm vào link ra phần link mình, các bạn bấm nút ta nha các bạn. Nó ra một dòng chữ là các bạn chọn vào tiếng Anh nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào i group ta các bạn. Rồi các bạn làm nhiệm vụ nha các bạn. Các bạn bấm done nha các bạn. Follow the world. Bấm done. Rồi bạn follow the world. Các bạn ghi lại cái username nha các bạn. Cái này nhiệm vụ xịu. Lộn các bạn. Các bạn làm xong cái nhiệm vụ hết rồi các bạn gửi địa chỉ mail mà đăng ký cái sàn Binance nha các bạn. Rồi các bạn bắt địa chỉ với RC20 mình vô nè. Rồi các bạn nhập captcha như vậy là xong nha các bạn. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn. Các bạn làm theo bot đó các bạn. Chế bẹt à. Các bạn đăng ký một cái tài khoản Binance mình có để dùng link mô tả đó các bạn. Rồi các bạn bảo mật 23 là rồi. Con này không yêu cầu KYC nha các bạn. Một gap là 500k LI nữa các bạn. Kèo này khá là ngon luôn, không đăng video được thì tức. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha.